tên hay bay dịch, trào lưu độc đáo chống Covid-19 của giới trẻ. Từ tên riêng của mình, các bạn trẻ viết thêm một câu gieo vần như khẩu hiệu thể hiện sự quyết tâm chống dịch Covid-19. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện trào lưu phòng chống dịch Covid-19 độc đáo, các bạn trẻ, dùng tên riêng của mình ghép với câu khẩu hiệu gieo vần, và hashtag thăng TENSAYDICSBAY. Thăng chống gạch dưới Covid. Thông điệp được ghi lên giấy, người thực hiện chụp ảnh cùng, và đăng tải lên mạng xã hội chia sẻ với VTC News. Thạch Văn Truyền sinh năm 1995 người đăng tải trào lưu độc đáo này cho biết. Ý tưởng xuất phát khi cậu vô tình lướt mạng xã hội và thấy những bức hình tương tự. Nhận thấy bản thân có khả năng viết lách, đồng thời muốn tạo nên một hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng trong những ngày bệnh dịch, truyền quyết định chia sẻ lên diễn đàn và trang cá nhân nội dung của trào lưu và kêu gọi mọi người cùng tham gia. Mình tin rằng mỗi con người chúng ta đều có thể làm một hành động nhỏ bé với tình yêu lớn lao để truyền cảm hứng cho đến cho ai đó trong cuộc sống này chỉ mất vài phút để thực hiện nhưng biết đâu nếu có hàng ngàn hàng triệu người hưởng ứng thì nó sẽ tạo nên một làn sóng thông tin tốt đẹp trên mạng xã hội truyền nói trào lưu nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của dân mạng bài viết của anh chàng sinh năm 1995 nhận được hàng nghìn lượt tương tác bình luận cũng như hàng trăm lượt chia sẻ nhiều bạn trẻ sáng tạo những câu khẩu hiệu đáng yêu hài hước như tôi là cường tôi sẽ hạn chế ra đường tôi là trang tôi sẽ không đi lang thang tôi là quang tôi tin việt nam sẽ không toang tôi là nhung tôi sẽ không đi lung tung nhiều người cho rằng những việc làm dù nhỏ bé nhưng có sức lan tỏa rộng rãi cũng sẽ góp phần cổ vũ động viên tinh thần của những người đang trực tiếp chiến đấu chống dịch bệnh một số hình ảnh bắt kịp trào lưu tuyên truyền phòng chống dịch qua các khẩu hiệu đáng yêu được dân mạng chia sẻ bạn là người có tiếng nói trong xã hội hãy bình luận để thể hiện điều đó trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại